Đấy đấy, sợ chưa? Sao nó lại thành ra như thế này? Ba lão này xem cái gì mà tí ta tí tợn. Nhìn cái mặt này chắc chỉ xem sẽ gầy. Thằng Huy, xem không? No yet nhu cầu. Đuổi bà nó ra khỏi xóm. Xóm này có người mới chuyển đến à? Mà chưa nắng nôi đứng nhảy ăn 3 vạn à? Chào em, cô gái Bến Tre. Nhìn manh động thế nhở? Rồi rồi, ok. Ông Tuyến tôi, có em nào muốn xin số làm quen với ông kìa. Hả? Đâu đâu? Ui, cái gì đấy? Này, ông quý xó. Má ơi, cứu tôi. Nó chặn ở cổng luôn rồi. Này, sao về nhà? Chưa đi luôn, nhảy chết rồi bà. Ai ốt mà. Bác tôi nha, là một linh mục, mọi người đều gọi là cha. Oh. Bác tôi là giám mục, người ta đều gọi là đức cha. Ăn thua gì, bác tôi được gọi là hồng y giáo chủ, được kính cẩn gọi là đức ngài. Còn bác tôi nha, ông thì chẳng quan hệ mà bày đặt. Còn tôi, chủ kênh sở hữu 2 nút vàng và gần 20 tỷ view ở tất cả các nền tảng mạng xã hội, mọi người đều thốt lên Oh my god, tức là ôi, lạy Chúa tôi. Oh my god. Giờ cả xóm mình đi ăn bánh cuốn, xong lên rừng du lịch, bỗng nhiên bị đầy bụng. Các ông sẽ làm gì? Trong rừng đầy cây, xong xuôi là tôi kiếm lá cây ngay. Xong xuôi là tôi đi tìm một con chuối, vừa sạch vừa mát. Nghe đồn ông Tõi là thích uống nước chuối lắm nhỉ. Còn ông Huy, xong xuôi ông định làm gì? Tôi để khô xong cậy. Cả lôi. May quá, đông đủ cả. Có gì cứ hót. Cuối tháng này tôi lấy vợ Niu, có tấm thiệp. Rồi xong, thiệp mời trao tay, mắt ngay tạ thóc. Bịn yếu mà máu thế. Vui, vui quá. Thế đã vui dữ chưa? Thằng ba bạn kia, ngày vui nên thà cho đấy nhá. Tháng trước mới ly hôn, tháng này đã vợ Niu. Nhìn cái răng là thấy bạc bẽo. Này nhá, các cụ đã nói, trâu đổi bạn, sang đổi vợ, chuẩn cơm lại nấu còn gì. Ra chợ mua váy về mặc đè. Thằng kia! Ê, bình tĩnh không vâu. Tôi là tôi nhìn nãy giờ rồi nhá. Đàn ông mà chuẩn riêu thế này. Giàu đổi bạn, sang không đổi vợ, vỡ nợ đổi sim, đó mới là chuẩn đàn ông. Kỷ lục thế giới, nín thở 24 phút. Giỏi thế. Một kinh nghiệm là tôi cũng phải được 10 phút. Tôi có thể thở, không cần mũi luôn. Mọi người thôi, biểu diễn phát cho tao run sợ đi. Đi chợ đấy à? Phải, cái đồ biết ăn mà không biết nấu. Còn hơn bà, cái đồ biết nấu mà không dám ăn. Đứng lại. Trước làm công nhân ở Mỹ, tôi đào 500 mét tìm được một dây đồng. 500 năm trước, nước Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng. Hồi làm công nhân ở Nhật, đào 1000 mét tìm được một mảnh thủy tinh. 1000 năm trước, nước Nhật đã biết sử dụng cáp quang. Tôi người Việt Nam, đào xuống 5000 mét không thấy gì hết. 5000 năm trước, Việt Nam đã biết sử dụng wifi. Ôi, cháu xin lỗi. Thằng ai, con cá nhà ai? Xóm này là toàn người hiện đại, phải là Soji. Khổ, lúc này chắc nghe vào biết tiếng English là gì. Are you kidding me? Chắc không hiểu gì đâu. I think so. I dare you to get me. Mũ ở đâu được cái mũ chê? Mũ Lupin đấy. Nó là thằng ba bạn à? Bét cải trang đấy. Ủa thằng hấp. Nhà nó trên này. Hôm nay phải đòi bằng được 20 củ với cho chị. Nó không có nhà chị ạ. Trốn đâu rồi? Tìm thằng Huy hả? Hướng này này. Huy nhà trên tầng đấy. Ai ốt mà. Cho ngựa 2 củ, mai trả luôn. Chắc chưa? Chắc cắm. Có gì cứ vào xóm nhất việc tìm tôi. Cả xóm này có mình tôi vô. Ma, giờ này chưa trả tiền. Chị hai. Vào xóm, tìm đứa nào vô vòng, cho nó một trận. Xóm này tôi là tôi ghét nhất cái thằng Huy. À, tìm thấy vô kia rồi. Ồ, cái gì đấy? Phần thi
thi vắt sữa bò à? Trong vòng 1 tiếng, ai vắt được nhiều sẽ thắng. Đầy cốc. Đây mất có 30 phút. Trình. Thằng ba bạn Huy đâu chứ? Cho nó lại đi. Ôi trời, 2 tiếng đồng hồ mới được nửa cốc. Tiên sư, đứa nào nó chơi nhầm tôi con bỏ đực được nửa cốc là may rồi. Chiến thắng. Vòng chung kết, đây là người bị điểm huyệt, ai giải huyệt nhanh nhất sẽ win. Tướng gì? Nhất Dương Chỉ. Wow, thật yêu. Không cần chạm vào người luôn. Vô địch. Sáng mua 1 tặng 1. Dư cái bánh xà phòng, ai lấy không? Tôi. Ai dũng cảm nhất, tôi cho. Tôi toàn ra nghĩa địa ngủ cho nó mát. Trời leo núi, không cần dây bảo hộ. Tôi vay tiền, không trả luôn. Tôi lĩnh lương, không đưa cho vợ. Của ông đây. Việt Nam mình top 1 SEA Games này. Hồi trẻ tôi cũng là vận động viên đấy. Ngon chè. Điền Kinh. Ông thi chạy à? Không, tôi chạy án, chạy điểm, chạy trốn nợ. Môn bia nữa. Chọc luôn à? Ờ, chọc gậy bánh xe. What? Thôi không đùa nữa, tôi thi môn thể thao mạo hiểm. Thi môn gì nghe căng thẳng thế? Gắp lửa bỏ tay người, qua cầu rút ván, gơi ngựa xem hoa, ngậm máu phun người. Xóm có người mới. Đâu. Mong là quý cô nào đó. Được rồi. Chào lính mới, welcome to. What? Không, không thể nào. Họ hàng hang hốc à? Ở cái xóm này chỉ có tôi mới được phép vào. Tôi phải là vào duy nhất. Có gì ồn ào thế? Ông tổ trưởng đây rồi, đuổi ngay cái thằng này ra khỏi xóm. Tôi gửi quỹ xóm, còn trưởng bác cứ cầm cá. Ông đuổi ngay. Đuổi vào cái răng ông. Xóm là cần những người văn minh như này. Vào riêu. Vào hết hạn. Lính mới mà không biết điều. Tôi đặt bàn sẵn rồi. Này một cái thóm yên lẩu. Vào riêu. Nhớ mặt tao đây. Ngồi đây. Này tôi khao. Này tự nhiên được mời. Khả năng chiều nay bão to. Chủ quán cho mấy cốc trà tắc. Ừ cái trăng này. Trà mà tắc thì uống làm sao được. Thế ông gọi theo ý ông đi. Chủ quán sẵn sàng phục vụ. Cho tôi cốc trà thông. Còn mấy ông này tắc hay thông? Ô cái lão già này khiến tôi phỏng. Ơ ông Trung, tôi có ít quà biếu chị. Quá trời quý hóa quá. Quán ạ. Úi giời. Năm nay kinh tế khó khăn, các ông đã có dự định gì chưa? Tôi đang định làm thêm, bảo vệ ca đêm cho cơ quan. Tôi đang tính bán miếng đất ở quê. Đói quá, có gì bà Hà cho tôi vay ít tiền. Vay cái bà vạn. Còn ông Huy, ông tính thế nào? Tôi nhị. Cái lão cá ruồi này, lui ra. Hồi bé, tôi toàn học sinh giỏi, treo đeo lội suối, băng băng qua cầu. Thế xin hỏi, học sinh giỏi, cây cầu trọng tải 5 tấn mà xe tải lại 7 tấn, làm thế nào bác tài qua cây cầu? Không thể qua được. Đúng, qua là sập cầu ngay. Bác tài cứ qua cầu, xe thì ở lại. Nhưng tôi vẫn là sinh giỏi. Thế thế là đã giỏi dữ chưa? Thế vào một mùa đông giá rét, bác tổ trưởng có một que diêm. Trong nhà có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi. Bác thắp gì đầu tiên? Tôi phải thắp bếp củi. Trời ơi. Sai, thắp que diêm đầu tiên. Tém tém lại nhá. Phết lắc là tôi đuổi khỏi xóm đấy. Rồi, đẹp mặt chưa? Ào chỉnh cái nhẹ. Tháng này, tôi tăng tiền quỹ xóm cho bia.
Cằng cẫng trong truyền thuyết là có thật đấy. Sao nay mặt như vàng nổi ngâm thế? Vừa cãi nhau với vợ. Phụ nữ dễ hiểu mà. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Cầm? Cầm phim à? Chữ T thì đúng rồi, Vân thì phải là Ian. Tiền. Lại nói đến vợ, đây là một hiện tượng như kiểu sống dài lắm. Dài như nào? Dài như đỉa. Vợ tôi rõ ràng không biết bơi. Bữa nọ bà đi tàu, tàu chìm, sống nhăn răng. Sao vậy thế? Bà đi tàu ngầm. Bữa nay thó ở đâu ra cái quần rộng thế? Tôi thích mặc quần rộng mà. Đúng không? Quần nào rộng nhất? Ô cái thằng này mày chưa phấn à? Dép đi rồi tôi phấn. Quần thụng rộng nhất. Quần đào. Sao ra đường đừng mặc quần nữa. Hôm qua nằm nhiều, đau hết lưng. Cái gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, mà nằm lại đứng. What? Nói là cái chóa gì mà nghe lú thế? Điềm tiệm đi thôi, chóng bà nó ra khỏi đuổi. Là cái gì? Bàn chân. Cuối tháng này, tôi tổ chức cho cả xóm mình đi leo núi. Ý trời rực rỡ thế nhỉ? Thế là được đi dã ngoại rồi. Giờ đóng mỗi người 2 củ phí du lịch. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc, trả lời đúng tôi trả phí cho cả xóm. Sai thì ông chi cho cả xóm. Núi, núi. Kìa, hót đi chứ. Làm gì có núi đâu chặt. Núi Thái Sơn. Cảm ơn ông đã khao cả xóm. Từ từ đã. Môn gì càng thắng càng thua? Hả? Trả lời được, tôi khao cả cậu luôn. Môn đua xe đạp. Mua nhà thế. Đấy, sáng ngày ra ông thấy cái xóm mày rách việc chưa? Chưa. Quân tử động khẩu, không động thủ. Tôi dùng găng tay để rửa bát, tránh bị ăn mòn ra tay. Tôi toàn rửa tay bằng nước rửa bát. Nhục, quá nhục. Giờ chỉ còn tôi với ông. Rồi sao? Chúng ta hãy nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông. Thế trước giờ mày coi tao là gì? Đàn bà. Toàn chỗ hàng xóm với nhau. Phải đấy, có gì bỏ qua cho nó. Cái gì tay trái cầm được, còn tay phải cầm không được. Đó là cái chó gì thế nhỉ? Tay phải. Thôi ông phán ra khỏi xóm đi. Ê Lao Công, ra đây buôn tí nào. Ai gọi tôi đấy, có tôi đây. Nghe xuân sang thấy trong lòng như ứa gan. Tết đến nơi nhưng túi ta không 1.000. Ai ốt đi mà. Ngồi nhà tí. Lát tôi mời cả xóm bữa lẩu. Ghé con đây kìa. Sao phải xíu vào đây? Xóm bà nó ra khỏi đuổi chờ. Rách việc. Dạo này hình như tôi hơi béo. Từ giờ tôi nhất định phải ăn kiêng. Quyết tâm chưa? Quyết tâm. Đi ăn không thôi Khao? Đi. Ba em yêu tối anh đón. Ông nghĩ như nào về tình yêu? Hãy đếm các vì sao trên trời, bà sẽ hiểu. Vĩnh hằng và vô tận phải không? Không, rất lãng phí thời gian. Hắn này. Mẹ ơi, nay thi rồi, con lo quá, không biết con làm được bài không? Con yêu, đừng quá áp lực việc học hành nha. Hãy luôn nhớ rằng, thất bại là mẹ đập con. Thằng kia, hít gì đấy? Hít sợ quả mít, mắt dạo này mờ thế. Mày nói thế là có ý gì? Ông biết cái này để làm gì không? Giáp để mang vào chân. Và còn để phang những đứa ngang tàng và chảnh cho. Ông vội. Ông Vâu sau này có dự định gì? Tôi định đi nhìn răng. Có biết. Có chuyện gì? Đánh nhau to rồi, ông ra giải quyết ngay. Đánh như nào? Ai đánh ngay? 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau toàn loa. Ui dồi. Sao ông anh? Đâu? Đây này. Sau đây là vòng chung kết giọng ca vàng.
hát hò con bồ gọi tôi bằng cô. Xin mời ông tổ trưởng. Chú voi con ở bản đồn. Đồn vào cái mồm ông. Mất chuyện thì nhìn vào đây. Con cỏ là cỏ bay lạ, lạ bay lạ. Tôi thích chim hơn thích cỏ. Lại. Yeah yeah. Tôi không phục. Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Thân. Ô vui sướng quá là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Giải nhất giọng ca vàng rách miệng idol. Ờ, con tôi. Ông giọng ca nhô. Luôn động sức mình giết được hỏng phức tê. Bí quyết của anh là gì? Đây là app StarMaker. Hát và ghi âm lại với hiệu ứng chỉnh âm thanh và cuộc thi hát toàn cầu Supernova. Bộ âm chuẩn MIDI giúp bạn hát chuẩn nhất. Sau khi ghi âm, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa âm thanh với nhiều hiệu ứng sao cho phù hợp với giọng. Ui, đổi bài xem nào. Xuân xuân ơi xuân đã về. Hát hay thế. Có lúc vui nào như ngày xuân đến. Xuân. À. Nhìn kìa. Cảm ơn cậu. Cậu đến phỏng vấn à? Dạ. Vì tôi mà người cậu bẩn hết rồi. Không sao ạ. Cháu còn thiếu kinh nghiệm nên chắc cũng chả được nhận. Cố gắng. Nhìn bộ dạng nó kìa. Thích hợp với vị trí lao công luôn đấy. Còn ai không? Còn tôi. Hôm nay bên công ty đã phỏng vấn đủ. Có gì mai anh quay lại nhé. Vâng vâng, mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Chào, cậu chính thức được nhận. Ờ, bác là... Tôi chính là giám đốc ở đây. Cậu chính là người tôi cần. Báo cáo, đã xâm nhập công ty đối thủ thành công. Con trai. Wow, hôm nay ba nấu nhiều món đặc sản quá vậy. Công ty mình vừa vượt qua giai đoạn khó khăn. Con hãy mời những người thân, bạn bè để ăn mừng nào. Vâng ba. Mời vào. Ơ, những người này là ai? Sao ba chưa từng gặp họ? Người thân, bạn bè, hàng xóm của chúng ta đâu? Nhà tôi bị hỏa hoạn, giúp tôi với. Quân ơi, giúp tôi một tay. À, tôi đang dở việc xíu. Hơi đâu mà lo việc bao đồng. Rạch việc. Nhà anh ở đâu? Mau dẫn tôi đến. Những người này, họ ra khỏi nhà là để giúp chúng ta dập lửa, chứ đâu phải vì bữa tiệc. Tốt lắm con trai. Mời mọi người